Namaste. Xin chào các bạn. Như các bạn biết đấy, nội tố đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Nếu mất sự cân bằng của nội tố trong cơ thể thì cái cơ thể của bạn nó sẽ bị chuyển hóa vào, có thể dẫn đến những cái chứng bệnh rất là nguy hiểm như bệnh tiểu đường hay là những cái bệnh rất là nguy hiểm khác. Còn thêm nữa thì cái sạm mặt của các bạn nó cũng sẽ bị mụn và sạm nám, khô da, sạm da và cái làn da của các bạn không được tươi tắn. Thậm chí là cái giấc ngủ của các bạn nó cũng không được sâu và nhiều khi hay bị hốt hoảng. Trong khi làm việc thì các bạn cũng không tập trung được để chúng ta làm việc được. Đó. Thì chính vì vậy mà hôm nay thì Thư Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bài tập để giúp cho cái nội tố của chúng ta được cân bằng và gìn giữ nét thanh xuân và trẻ hóa cơ thể của chúng ta. Tác động đến cái luân xa 1, luân xa 2 ở trong cái ổ bụng và làm cho cơ thể nội tiết tố của chúng ta được cân bằng hơn và trẻ hóa. Nào, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập của Thư Nguyễn nhé. Chúng ta hãy ngồi trên thảm, vén hai cái xương ngồi của chúng ta sang hai bên để đến ngồi chúng ta được vững chãi. Ngồi với tư thế lưng thẳng, thả lỏng hai vai. Hai bàn tay của chúng ta có thể xòe bàn tay của ấn Chimura hoặc để tay xuống dưới cái đầu gối đều được các bạn. Miễn là các bạn ngồi thoải mái. Đỉnh đầu dựng thẳng với cuộc sống, các bạn có thể nhắm nhẹ mắt lại để chúng ta ngồi luyện tập. Hôm nay tôi Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn bài luyện tập một thì hít vào một thì thở ra hai. Và khi hít vào thì bụng chúng ta sẽ phình ra để nhận được nhiều oxy vào trong đáy phổi, tràn xuống khoang bụng. Và thở ra thì hốc nhẹ bụng lại để tống hết những cái cặn đáy và khí độc trong bụng của chúng mình ra ngoài. Và toàn thân ta tập trung ý thức vào hơi thở. Hãy hít một hơi thật sâu và thở ra thật trường, thật trường. Hít vào 1, 2, 3. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào 1, 2, 3. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào 1, 2, 3. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào 1, 2, 3. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu 1, 2, 3. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào 1, 2, 3. Nín thở. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nín thở. Hít vào 1, 2, 3. Nín thở. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nín thở.
Hít vào, 1, 2, 3, nín thở. Thở ra, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nín thở. Chúng ta đi thêm 2 vòng nữa nè. Hít vào, 1, 2, 3, nín thở. Thở ra, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nín thở. Hít sâu, 1, 2, 3, nín thở. Thở ra, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nín thở. Rồi hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Cái việc nín thở nó sẽ làm cho cái cơ thể của các bạn cân bằng được cái tâm trí của các bạn và nó tĩnh lại, rất là tốt để cho chúng ta suy nghĩ hoặc là chứng chậm lại một chút các bạn nhé. Rồi chúng ta thả lỏng tay vai. Nếu như mà trong cái quá trình ngồi luyện thở ấy, bạn nào mà mỏi chân thì các bạn có thể đổi chân, ngồi khoanh chân thoải mái. Các bạn không cần phải đa hoa sen hay là ngồi hai xếp chân như thế này, hoặc là các bạn có thể để chân xếp bằng xuống dưới này cũng được, không vấn đề gì. Đó, hoặc là có thể đổi chân, cho nên các bạn mỏi chân nhé. Rồi, thả lỏng hai cái vai, hai tay của chúng ta xuống dưới thẳng. Từ từ, hít vào, vươn hai tay lên trên cao, vươn dài cuộc sống lên trên trời nào. Thở ra, chậm chậm buông nhẹ hai tay xuống. Những bài yoga trị liệu ấy, nó thiên về chậm nhưng nó rất là hữu hiệu để cho các bạn cân bằng lại tâm trí và trị liệu những cái chứng bệnh trong cơ thể của chúng ta. Rồi hít vào, thở ra, hít sâu nào, thở chậm. Thở ra, từ đưa hai tay ra sau. Làm tay nào. Hít vào, giữ ngực nâng cằm lên. Hết hai cái vai của chúng ta sang hai bên. Thở ra, vươn dài cuộc sống về phía trước. Tay hơi đưa lên trên qua đầu. Hít vào, nâng ngực. Hít chặt hai cái bả vai của chúng ta vào. Thở ra, vươn dài cuộc sống về phía trước. Chậm chậm chúng ta vươn dài cuộc sống về phía trước.
từ hết năng người lên. Ép tay ra, chúng ta có thể xoay nhẹ cái vai. Rồi xoay ngược lại. Rồi hít hai tay vươn lên trên cao, hở ra vươn dài tay về phía trước. Hai tay của chúng ta vẫn song song với tai, vươn dài cuộc sống. Chích người về phía trước 45 độ. Chậm chậm chúng ta hít vươn thẳng cuộc sống lên trên trời. Hở ra, chúng ta xít nhẹ bụng và đổ người về phía trước, chết 45 độ. Hít vào, vươn lên. Hở ra, giữ ở đây. Bấm hai cái xương cụ ngủ của chúng ta xuống rất sàn. Kéo dài cuộc sống. 5 4 3 2 1. Rồi hít vươn lên. Thở ra, tay trái đưa ra sau, chống đầu ngón tay. Tay phải đặt lên trên đầu gối trái. Xoay vòng cuộc sống, nhìn theo vai trái. Rồi ta chậm chậm hít hai tay vươn lên trên cao, lòng tay luôn luôn song song với nhau, hai lòng tay đúng với nhau như này. Thở ra, hạ tay phải ra sau, chống đầu ngón tay, tay trái đặt lên trên đầu gối phải, xoay phong cuộc sống dâng lên vai, mắt nhìn theo vai phải này. Hít chậm, thở chậm. Chậm chậm hít vươn lên. Hở ra, tay trái đưa ra sau. Nếu ai tốt thì tay vòng ra sau lưng, lần tìm lấy đùi bên phải. Nếu được, các bạn đang xem thì các bạn có thể nắm lấy các móng chân như này. Đó, để kích hoạt cái phần cuộc sống và phần bụng của bạn được tác sống, tác động của đường lưng sang một và lưng sang hai, làm cho cơ thể của chúng ta được trẻ hóa từ bên trong. Đào thải độc tố rất tốt. Hít chậm, thở chậm. Mỗi một hơi thở sâu, chúng ta lại mặt xoắn hơn một chút xíu. Rồi, chậm chậm. Hít hai tay vươn lên trên cao này. Thở ra, xoay mặt đổi bên. Lần này tay phải của chúng ta lại lần đưa ra sau lưng, lần tìm lấy đùi trái. Tay đặt lên trên đầu gối phải. Mắt sống cuộc sống và mắt nhìn theo vai phải. Chậm, thở chậm nào. Thêm hai hơi thở nữa. Rồi từ từ hít hai tay vươn lên trên cao.
Hở ra, vươn dài tay về phía trước. Hở
thôi mà. Lần cuối hít, giữ ở đây, hít chậm thở chậm, 5, 4, 3, 2, 1, rồi thở ra, ngủ cao lên. Nhẹ bụng lại rồi hít về giữa, chúng ta hạ tay xuống và nằm về thế em bé từ sáng đã đi. 1 đặt lên trên 2 cấp chân. Rồi từ từ chúng ta nâng người lên và nằm xuống, nằm sấp xuống. Chúng ta vào tư thế nhân sư, chống hai tay xuống dưới sàn như thế này. Đó, hai cái bàn chân, cái mu bàn chân của các bạn úp xuống dưới sàn. Và chống hai cái tay của chúng ta ở phần trước ngực. Hít vào, nâng ngực lên, thở ra, thả xuống. Hít sâu, cuộn vai vào sau và nâng ngực lên, thở ra. Vài sâu hít nào, thở ra, hít vào, thở ra, cuộn sâu vào, hít vào, nâng người lên, rồi chậm chậm lại thở ra. Hít vào, cuộn lên, thở ra, hạ xuống. Chúng ta cuộn vào trước như này, đó. Rồi hít lên, thở ra. Hai lần nữa nào. Hít vào, thở ra. Giữ ở đây nè, 3, 2, 1, rồi chậm chậm chúng ta thở ra, rồi thả lỏng vai, thả lỏng vai, nghiêng cằm sang bên trái, hạ cái vai phải, má phải của chúng ta xuống, thở ra một chút ở đây. Thank you.
trình tự chúng ta sẽ co hai cái chân của chúng ta lên đó, và hai tay của chúng ta đưa xuống nắm lên cái bàn chân, nắm lên cái phần bàn chân này các bạn. Rồi chuẩn bị, chúng ta sẽ hít vào, nâng cao chân nó bay lên, thực hiện cái cung, thở ra, hạ chân tay, hít vào, thở ra, hít sâu nào, thở ra, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra. Hai lần nữa. Hít vào, thở ra. Hít sâu, giữ nằm, 5, 4, 3, 2, 1, rồi chậm chậm thở ra. Tách tay tách chân, thả lỏng tay phải, nghiêng cằm sang bên trái, thức sang tay lại, các bạn ngồi bên nữa thì đổi sang bên phải nhé. Cảm giác từ đấy cái cung này nó tác động lên trên cái phần bụng của các bạn này, nó tác động rất là nhiều vào cái bên sau, một bên xa này, và chúng ta thải được rất tốt. Rồi dần dần chúng ta nâng người lên, thế bây giờ em xin phải thẳng em bước chân, hóp nhẹ bụng lại, vươn dài một sâu, em sâu qua xuống, hông bông lúc này lên cao nhé. Nếu được thì các bạn có thể thẳng gân kheo nhé, với gân kheo này các bạn. Còn nếu như mà ai mà không thẳng gân kheo, các bạn có thể trùng nhẹ với gân kheo này, ok hết. Rồi dần dần các bạn sẽ duỗi lưng thẳng gân kheo như thế này. Chủ yếu là sẽ vươn dài được sống của các bạn, hết sâu lên vai. Và cái bụng của các bạn lúc này nó sẽ hóp sâu lại. Đó. Rồi. Từ từ hít, chân phải hút lên trên nhà, thở ra, bước chân phải lên trên chỗ hẹp tay phải, hạ nhẹ cái chân chết 45 độ, chân trái rồi, hai tay của chúng ta vươn về phía trước. Rồi các bạn, nếu như chân các bạn mà ngắn nhẹ thì các bạn có thể đưa lưng chân, đưa lưng chân hoặc là thu lại chân đó. Nhưng cái người của các bạn ấy nó không được chết như này, được không? Và các bạn sẽ xoay cái người về phía trước để trụ thẳng giữa như này đó, và trùng cái gối lên, trùng cái gối từ gót cổ chân lên đến cái đầu gối, nó là một đường thẳng vô góc. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ hít hai tay vươn lên trên cao, giữ ở đây,
một, rồi xoay ngang người ra, xoay ngang người ra, hạ tay, được chưa? Đó, thở hít, hai tay vươn lên trên cao, thở ra hạ tay xuống hàng, đầu gối cong góc, hít, thở hạ, hít nào, thở hạ. Hít lên, tay lên và duỗi thẳng chân. Thở hạ. Hít bốn lên. Thở hạ. Hít năm lên, hai tay vươn lên. Lòng bàn tay song song với nhau. Thở hạ. Lòng bàn tay úp xuống. Hít sáu. Thở hạ. Hít bảy, thở hạ, hít tám, thở hạ, hít chín, không nhẹ bụng của các bạn nâng sức chặt cơ bụng, thở hạ, hít mười, thở hạ, giữ ở đây. Kéo căng tay sang hai bên, hai cái ngón tay, hai cái bàn tay của các bạn cảm giác như có ai đang kéo sang hai bên. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi chậm chậm chúng ta hạ tay về xuống dưới thẳng, xoay chân rồi từ từ hít chân phải bước ra sau về tư thế V ngửa. Xoay căng cái bàn tay ra và bàn chặt tay xuống dưới thẳng, ép sâu cái vai xuống, rồi chậm chậm hít chân trái bút lên trên nhà, thở bước chân trái lên chỗ tay trái, bước này chúng ta xoay nhẹ hạ cái gót chân xuống và để chết cái chân 45 độ, nâng người lên, đầu gối trước vuông góc, và chúng ta cũng lại xoay cái hông chân đối về phía trước, giữ ở đây, chân chân, hai tay vươn lên trên trần, lòng bàn tay hướng vào nhau, tay vươn sát bàn tay, thắt nhẹ bụng, siết chặt cơ bụng trong quá trình thực hiện. Một, từ từ chúng ta xoay người sang bên phải và hai tay sang ngang. Rồi, hít, tay vươn lên trên trần, đồng thời chân duỗi thẳng, thở ra, hạ đầu gối xuống, hạ tay ngang vai, hít vươn, thở hạ, hít ba, thở hạ, hít bốn, thở hạ, hít năm, thở hạ, hít sáu, thở hạ, hít bảy, thở hạ, hít tám, thở hạ, hít chín, thở hạ,
người. Giữ lại chân chân thầu hạng, giữ năm, hít thở đều, 4 3 2 1. Chân chân chúng ta hạ tay xuống và rút chân về bên ngực. Lúc này chúng ta sẽ đi bộ chân tại chỗ, nhóm gót chân lên thôi, các ngón cái ngón chân ấy các bạn vẫn giữ nguyên, và cái đầu đùi ấy các bạn sẽ áp sâu vào trong bụng đó, và mỗi một hơi thở ra chúng ta sẽ áp sâu vào bụng hơn và ép sâu cái vai chúng ta xuống. Đưa xuống, nắm lấy cái đùi của chân phải, nó kéo sâu vào phía ngực, tống hết cái khí ra ngoài. Hết sâu cái vai xuống sàn đi các bạn, lần vai áp xuống sàn. Cầm cổ chân lên này cũng được, và duỗi mũi chân lên này cũng được các bạn. Hít chậm thật chậm. Thank you.
lưng xuống. Và tay trái của chúng ta đưa sang ngang, tay phải chúng ta kéo hai cái đầu gối sang bên phải, mắt nhìn theo vai trái. Thư giãn và sống cuộc sống ở đây. Rồi chậm chậm hít, nâng hai cái đầu gối về giữa và tay phải chúng ta lại đưa sang ngang, tay trái lại đặt lên trên hai cái đầu gối, đặt hết hai cái đầu gối sang bên trái, mắt nhìn theo tay phải nhé các bạn. Hai cái đầu gối của bạn áp sát xuống sàn, vai phải của các bạn cũng áp sát xuống sàn. Lúc này bạn xuống sẽ được tối đa sâu hơn. Mở rộng chân ra bằng hai cái thảm, lòng bàn tay xuôi xuống và ngửa lên. Chúng ta làm thư giãn một tư thế Savasana. Cơ thể của chúng ta được trải dài trên mặt thảm, thảm là quần trán. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai tay chúng ta đan lại, vươn dài về phía trước,
Hạ chân khít lại, kéo căng về phía sau, thả lỏng, kéo căng, thả lỏng, kéo căng nào, thả lỏng. Rồi chậm chậm lắng nghe ngồi sang bên phải vào thế vật tâm, tay phải chống lên đầu, tay trái xuôi khớp. Hít chậm thở chậm và hơi thở tại đây để ổn định tâm trí. Chậm chậm chúng ta chống tay trái xuống và nâng người ngồi dậy. Vậy là buổi tập hôm nay của Thương Nguyễn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nếu yêu thích video này và yêu quý Thương Nguyễn thì hãy cho Thương Nguyễn một like, subscribe và chia sẻ những cái video hữu ích này đến với những người thân của các bạn và những cái ai mà đang có nhu cầu để điều chỉnh lại cái nội tiết tố cho cơ thể của các bạn để chúng ta gìn giữ nếp xuân và trẻ hơn, khỏe hơn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn những cái video tiếp theo. Namaste.